Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, sắc đẹp và có nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống quý vị nhé. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì thì cũng thuận buồm xuôi gió như là ý nguyện, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì nhiều. Con cái thì chúng ta mong muốn rằng gì ạ? Con cái sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó có phải là đang quá xa vời với chúng ta? Có những gia đình thì hòa thuận nhưng mà kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng, gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Cũng có những người kinh tế thì lại hoàn toàn dư giả nhưng mà lại không có được hạnh phúc trọn vẹn, gia đình lúc nào cũng bị xào xáo. Và thưa quý vị, thiết nghĩ thì đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp sống nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Và trong chuyên mục tử vi chi tiết của từng tuổi trong tháng 2 âm lịch này thì ban biên tập chương trình Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch này thì công danh sự nghiệp tài lộc vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và đặc biệt đó là trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch này sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở nào? Sức khỏe, tình duyên, gia đạo có những biến chuyển ra sao trong tháng này? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi truyền tải ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho tuổi Dần trong tháng 2 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này, nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn thì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Dần để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy nên không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng đầu năm khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì đồng tiền luôn chuyển đều, không có sự trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn và tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm và may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba về mặt sức khỏe. Nhìn chung về vấn đề sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra thì cũng cần phải hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải những bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Dần trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cho cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Dần tháng 2 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt.
trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả và lo toan cho công việc và tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút và dễ ngã bệnh. Dù là nam mạng hay nữ mạng tuổi Dần, cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để vật phẩm có thể mang lại giá trị phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ tuổi Dần. Thứ tư về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang những tháng đầu tiên năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Dần nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Dần. Nam nữ đều có thể dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới và mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạng cho nên những người đã có gia đình cần phải chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Và tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo, rất dễ dẫn tới chia tay. Tử vi của người tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm 2022 từng tuổi. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Người tuổi Canh Dần đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác, các chú, các cô hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi cho thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển, đi lại. Tháng này gia đình có thể xảy ra nhiều bất hòa cãi vã. Và là người lớn tuổi, các bác hãy đứng ra giảng giải và hòa hoãn cho con cháu, đem lại hòa khí tốt cho gia đạo. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Nhâm Dần vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham thích công việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Bước sang tháng 2 âm lịch, người tuổi Giáp Dần hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, thì cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Với người tuổi Bính Dần tháng này sẽ có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió thì cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của cả hai bạn khiến cho người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Các bạn Mậu Dần đa phần đã rời khỏi ghế nhà trường và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Do đó, hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người có là bao xa, thì chỉ cần hai bạn luôn hướng tâm về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục.
Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch này thì sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra thì việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho từng tuổi Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.